Đây, sau chương trình khuyến mãi đây, sau chương trình khuyến mãi một cái là kêu cả con gái thì là hai đứa nó phụ mà gói hàng ngay thì bây giờ luôn cho quý ông bà, cô chú anh chị đây. Con gái lớn của Lực Tàm. Đó, hàng là ngày mai là phải nhập về tiếp đây quý ông bà, cô chú anh chị nè. Đó, chương trình khuyến mãi là vừa kết thúc là điện thoại rung liên tục luôn. Và có rất là nhiều người đang gọi điện đến nữa nha quý ông bà, cô chú anh chị. Nhưng mà đã chốt đơn là hết rồi. Tỷ Thiên Thần là 150 hộp nhỏ như thế này, giảm 50%. Hộp Vin 350 Vin của Thiện Tín Bảo. Đây, mặt hàng của Lực Tàm có thương hiệu đã có logo liên kết với lại công ty của Thiện Tín Bảo nè. Bắt tay là quý ông bà cô chú anh chị thấy không? Số điện thoại Lực Tàm đã ghi trên hộp đây rồi. Quý ông bà cô chú anh chị cứ vậy là gọi điện mua cho Lực Tàm, hoặc là trên Lực Tàm ghi trên màn hình. Đó, thì giá thành của cái này là 450.000 hộp 350 Vin. Còn hộp lớn là 750 Vin, 850.000 nha quý ông bà cô chú anh chị. Đó, thì hộp lớn này là có chị Linh Đào. Chị Linh Đào hỗ trợ 50 hộp. 50 hộp là giảm 50%. Thì ngày hôm nay cũng đã chốt đơn hết rồi. Không còn chương trình khuyến mãi nữa. Đó. Thì quý ông bà cô chú anh chị nào mà nếu như mà muốn ủng hộ thì gọi điện cho Lực Tàm là mua luôn. Rồi mai mốt có chương trình khuyến mãi á, thì Lực Tàm sẽ thông báo trên kênh để cho quý ông bà cô chú anh chị nắm bắt. Như vậy là gói hàng như vậy đó quý ông bà anh chị, băng bó rất là kỹ càng bằng băng keo, sau đó rồi là đưa cho shipper, họ sẽ giao hàng đến cho quý ông bà cô chú anh chị đến tận tay người tiêu dùng luôn. Đây, ngày hôm nay là cái kho, mà đây là cái kho để được đồ đây. Lực Tàm gói rất là kỹ bằng cái này nha quý ông bà anh chị. Đó. Thì quý ông bà cô chú anh chị cứ yên tâm mà mua, số điện thoại trên màn hình đó. Lực Tàm có bột luôn nhá. Có bột là loại bột là 210 gram, giá 300.000 một hộp nhỏ như thế này luôn. Đó. Giá 300.000 là hộp bột chưa có tẩm mật ong á. Hộp bột là chưa phải là Vin á, còn cái bên này Vin là đóng Vin rồi nè. Còn hộp lớn là 700.000. Đó. Quý ông bà cô chú anh chị ủng hộ Lực Tàm gọi điện số trên màn hình nha. Bây giờ vợ Lực Tàm là đang ghi đơn, đang gọi cho từng người ở trên đó nữa quý ông bà cô chú anh chị. Phải gọi cho từng người ở trên nữa. Đây, vợ Lực Tàm thì đang gọi điện này. Người ta gọi điện đến liên tục luôn. Kịp không? Người ta đang gọi nữa hả? Rồi máy sáng liên tục luôn. Đơn hàng bây giờ phải gọi lại cho từng người đây. Nói chung là kết thúc buổi livestream rồi mà vẫn còn rất là nhiều người gọi điện đến. Vợ Lực Tàm tối nay chắc là phải thức sáng đêm rồi. Đâu có, 10 giờ là ta đi ngủ. 10 giờ ta đi ngủ thì mai điện ha. Mình có gọi người ta đâu nghe máy nữa. Thì là ghi hết đây rồi, là đơn hàng là đúng rồi ha. Ưu tiên cho nhiều cái cô chú bây giờ già rồi bị bệnh, người ta gọi tới sau đó, nhiều lắm. Người ta đang gọi nè. Yeah. Người ta gọi quá trời luôn. Alo. Đây là cái khu vực lúc nãy là Lực Tàm livestream đây. Thì quý ông bà cô chú anh chị thấy là những cái mặt hàng này á là nó rất là bán rất là ok luôn, tại vì nó có tác dụng rất là nhiều. Nói chung là ai cũng có thể uống được cả. Người khỏe uống thì nó chống độc, còn người mà bệnh á thì là uống để nó thải độc. Nói chung là bệnh gì uống cũng được nha quý ông bà cô chú anh chị. Nó trị rất là nhiều bệnh luôn. Uống vô là không có tác dụng phụ, tại vì nó là thảo dược của thiên nhiên. Cho nên là quý ông bà cô chú anh chị cứ yên tâm. Ở bên trong hũ này là những cái Vin. Vin là tàng bên công ty đã đóng thành Vin như thế này. Đây, hũ đây. Đó, màu nó hơi xám xám bạc bạc cái này. Đó. Thế nha. Một hũ nhỏ như thế này là 350 Vin, giá 450. Thì ngày hôm nay là cái chương trình khuyến mãi nó đã hết rồi nha quý ông bà cô chú anh chị. Thì những ai mà muốn mua thì gọi điện là bây giờ là mua luôn á, mua bằng giá luôn á. Hai hộp là Lực Tàm miễn ship, một hộp là 30.000 tiền ship. Thì những ai mà lên đơn rồi á thì nhớ là cầm điện thoại ở trong người. Thì khi mà Lực Tàm giao hàng á là khoảng từ 2 đến 5 ngày chứ không thể là đến liền được nha quý ông bà cô chú anh chị. Tại vì khi mà công ty giao hàng là họ cũng phải lên lịch để họ đi. Đó, rồi nhanh á thì 2 ngày. Còn không nữa là 3-4 ngày gì đó thì quý ông bà của chú anh chị sẽ được nhân viên giao hàng họ gọi điện trực tiếp cho quý ông bà của chú anh chị. Rồi quý ông bà của chú anh chị là hẹn nhân viên của Lực Tàm là nói rằng là ví dụ như sáng nay đang bận đi làm thì hẹn nó buổi chiều ha. Và nó sẽ gọi điện cho quý ông bà của chú anh chị. Miễn là quý ông bà của chú anh chị bốc máy số lạ, khi mà điện đến là sẽ có người ta giao hàng và quý ông bà của chú anh chị sẽ được nhận hàng. Còn nếu như mà không bốc máy á, là người ta gọi khoảng 3 lần mà không bút máy là người ta trả hàng về cho Lực Tàm nha quý ông bà chú anh chị. Như vậy là thành là bom hàng. Nếu mà bom hàng thì tội Lực Tàm lắm, là mất hết 30.000 tiền phí ship.
đó, cứ một đơn như vậy là mất 30 ngàn. Cho nên là quý ông bà cô chú anh chị thương đó, thì khi mà đặt hàng á là nhớ là cầm máy điện thoại đó, để rồi nghe máy sau đó rồi nhận hàng nha. Chứ buôn bán thế này thì thực sự rằng là khi nào mà có chương trình á là bên phía Mạnh Thường Quân họ sẽ thông báo cho lực tàng nói rằng là chị sẽ khuyến mãi hay là cô sẽ khuyến mãi 50% giảm giá cho quý ông bà cô chú anh chị trong bao nhiêu hộp, thì lực tàng sẽ live stream giống như ngày hôm qua lực tàng live stream đó. Thì lực tàng live stream trực tiếp như vậy là quý ông bà cô chú anh chị sẽ gọi điện đến và lực tàng sẽ ghi số điện thoại sau đó gọi lại, chứ ghi mà ghi địa chỉ luôn một lúc trong buổi live stream là ghi không kịp luôn. Ngày hôm qua quý ông bà cô chú anh chị thấy không, rất là nhiều người gọi điện đến mà đến bây giờ họ còn đang còn gọi luôn, xuống live stream cả 2 tiếng đồng hồ rồi mà họ vẫn gọi đến cháy máy luôn, nhiều khi bốc máy không được luôn á. Có nhiều cô chú á gọi điện đến mà không bốc máy được luôn, vợ lực tàng đang cầm máy đó. Cho nên là quý ông bà cô chú anh chị cũng hết sức thông cảm. Thì những ai mà nhận được hàng rồi thì đó là điều mừng, còn là những ai chưa nhận được hàng thì cố gắng mua những cái mặt hàng của lực tàng bằng giá gốc, rồi lần sau có chương trình khuyến mãi thì lực tàng sẽ ưu tiên nha quý ông bà cô chú anh chị nha. Đó, giá gốc thì cứ 350 vin này là 450, 750 vin là 850, mua 2 hộp là được miễn ship toàn quốc nha. Rồi ship sang bên nước ngoài thì cái giá thành tiền ship là bên người mua phải chịu, còn bên lực tàng thì giá niêm yết của công ty rồi là không thể tăng giá mà không thể giảm giá xuống được. Quý ông bà cô chú anh chị ủng hộ lực tàng nha. Thì ngày hôm nay là lực tàng cũng phải vô để phụ vợ ghi đơn hàng đồ này kia, thì mong quý ông bà cô chú anh chị thương thì tiếp tục gọi điện ủng hộ lực tàng mua những mặt hàng sản phẩm của Thiện Tín Bảo. Đây là ngải đen, ngải chống độc, uống rất là tốt cho sức khỏe nha quý ông bà cô chú anh chị. Ai cũng có thể uống được, trừ bà bầu và bà đang nuôi trẻ sơ sinh, cũng như là trẻ em dưới 16 tuổi là không được uống nha quý ông bà cô chú. Còn ai cũng có thể uống được, người khỏe mạnh uống được, uống thoải mái luôn, uống vô để đào thải chất độc đồ này kia. Lực tàng đã sử dụng rồi và biết tác dụng cho nên lực tàng mới bán trên kênh. Quý ông bà cô chú anh chị cứ yên tâm nha, tránh hàng giả hàng nhái thì đã có cái logo của lực tàng này và liên kết với lại công ty của Thiện Tín Bảo, cho nên là cả nhà cứ yên tâm. Lực tàng chỉ bán hàng trên số điện thoại của lực tàng và số của vợ lực tàng là in trên hộp. Nào, quý ông bà cô chú anh chị nào, in trên hộp đây, hoặc là trên YouTube là lực tàng luôn chèn số trên màn hình. Đó là những cái số mà lực tàng bán hàng, còn số lạ ngoài đến cho quý ông bà cô chú anh chị mà kèo này hay là dụ dỗ quý ông bà cô chú anh chị mua hàng, đó là không phải nha. Chỉ có quý ông bà cô chú anh chị gọi điện đến cho lực tàng để mua hàng thôi, còn lực tàng không bao giờ gọi điện để tư vấn cho khách hàng nha. Đó, thì ngày hôm nay là live stream xong thì cũng cảm ơn là Tỷ Thiên Thần và chị Linh Đào. Thì có chương trình khuyến mãi gì từ Mạnh Thường Quân thì lực tàng sẽ thông báo cho quý ông bà cô chú anh chị ngay. Đó, thì ngày hôm nay chỉ biết gửi lời cảm ơn đến quý ông bà cô chú anh chị, thì lực tàng sẽ vào để tranh thủ ghi đơn hàng, chứ không có là khuya thì quý ông bà cô chú anh chị cũng ngủ mất rồi, sợ lực tàng gọi điện đến không được rồi cũng tội cho quý ông bà cô chú anh chị nha. Đây là những cái mặt hàng viên ngải đen, viên ngải chống độc là đang được bán trên kênh của Lực Tàng TV nha cô dì chú bác. Thì hiện tại bây giờ là cái hộp nhỏ như thế này là có giá là 450 ngàn này, 350 viên. Hộp lớn là 750 viên, 850 ngàn nha mọi người. Thì tất cả các mặt hàng bán trên kênh của Lực Tàng TV đã qua kiểm định, là qua các cái công đoạn sản xuất của nhà máy nha, được bộ ở bên thực phẩm chức năng là cấp phép để mà lưu hành trên toàn quốc nha. Những cái cô thì chú bác nào mà đang gặp trường hợp đau nhức xương khớp này, những cái u nang, hoặc là những cái người mà đang điều trị ung thư trong giai đoạn điều trị ung thư đó mà không xạ trị, không hóa trị trên bệnh viện thì mình có thể sử dụng được nha. Thì mới đầu thì cô dì chú bác sử dụng là 3 viên trên một ngày, sau bữa ăn sáng và sau bữa ăn tối nha. 3 viên một lần, rồi dần dần mình tăng lên 4-5 viên một lần nha cô dì chú bác. Có gì chứ bác có thể là thấy là những cái đơn hàng đi rất là nhiều nha, những cái mặt hàng về rất là nhiều. Đó, hiện tại thì bây giờ một ngày là vài trăm đơn hàng đi thì mới biết là cái độ tin tưởng của sản phẩm Thiện Tín Bảo như thế nào nha. Thì cô dì chú bác mua hàng liên hệ đặt hàng trên kênh Lực Tàng TV nha, số điện thoại 0325 765 761 nha. Cảm ơn cô dì chú bác đã ủng hộ rất là nhiều.